Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Thế giới hôm nay có nhiều chuyện lạ, cũng vẫn liên tục loanh quanh cái vấn đề coronavirus mà tổ cộng nó muốn gọi là COVID-19. Cái sự kiện cho đến bây giờ thì số người chết đã lên đến 95.000 người. Thật ra là 94.752 người trên 86 quốc gia, và số người chết đã lên đến 3.249 người. Có nhiều quốc gia trước kia chưa bao giờ có, nhưng hôm nay đã bắt đầu. Chẳng hạn như là Kuwait, bây giờ đã có đến 56 người bị nhiễm bệnh. Mã Lai, 50 người. Bahrain là một quốc gia ở vùng vịnh, 49 người. Thái, 43 người. Đây là tính đến ngày hôm qua. Còn Hoa Kỳ của chúng ta bây giờ đã trên 200 người. Và số chết thì bây giờ cũng vẫn ở 11-12 người. Đa số là ở bên thủ đô tiểu bang Washington, ở trong cái trung tâm người già gọi là Lecare, ở King County, của vùng Seattle. Đây là một trong những cái sự kiện mà mọi người đều thấy rằng tàu cộng vẫn bất lực trong vấn đề kiểm soát, mặc dù cái số người chết bây giờ ít hơn so với mấy ngày hôm trước. Nhưng thật ra thì tàu cộng đã nói không bao giờ tin được, là vì tất cả những cái chỗ mà tàu cộng nó tuyên bố thì bao giờ cũng là có một cái sự kiện để chúng ta thấy rằng là tàu cộng nói tất cả những cái vấn đề tin tức đều không có thật. Đó là lý do mà chúng ta cảm thấy rằng là cái số người chết rất nhiều, như nhiều người nguồn tin có thể nói hàng chục ngàn trở lên chứ không phải một hai người. Bằng chứng là nó giấu đầu hỏi đuôi, kêu là chỉ có vài nghìn người chết, nhưng mà cái số người gọi là cái lò thiêu thì lại lên đến vài chục ngàn. Vì vậy cho nên nước tàu đang gặp rất nhiều khó khăn. Và trong khi đó thì các cái khách sạn giờ này có đến 90% bỏ trống. Dân Hồng Kông bây giờ bỏ ra đi rất nhiều. Nó chạy qua Việt Nam, nó chạy qua bên Campuchia, nó chạy qua những cái vùng để nó tránh cái vấn đề dịch. Và nhà cửa Hồng Kông bây giờ đang là một trong những cái vấn đề rắc rối nhất. Lý do là vì xuống giá quá nhiều. Ở những cái vùng mà nhà đắt tiền bây giờ bán một căn nhà lỗ hàng chục triệu Hồng Kông, đối với Hoa Kỳ nó cũng là 1-2 triệu đô la mất giá. Bởi vì số người ta dọn đi quá nhiều, bán nhà bán tháo. Do đó cái số người move in, tức là ở bên đại lục họ qua, thì nó cũng không kịp bằng cái số người từ Hồng Kông bỏ đi. Hai lý do để quý vị biết là Hồng Kông nó có tự do hơn là ở bên đại lục. Cho nên cái số người chết và cái số người mà nhiễm vi khuẩn corona này nó ít hơn là bên đại lục. Và nhà cầm quyền của Hồng Kông vẫn còn e nể với thế giới, mà nơi đó vẫn còn rất nhiều người ngoại quốc sinh sống. Cho nên cái vấn đề nhiễm bệnh là vấn đề được kiểm soát chặt chẽ hơn. Trong khi đại lục thì nó tàn bạo hơn, nó đi bắt người rồi nó đi cô lập, và nó đưa những cái người chưa chết tống luôn vào lò thiêu. Cho nên chúng ta đã có những cái bản tin trước đây là có nhiều người trong lò thiêu nghe tiếng la hét, họ tưởng là hồn ma báo oán, nhưng mà không phải. Đó là vì rất nhiều người nghèo, người ta chưa chết nó cũng tống vào lò thiêu. Thêm vào đó thì ở Hồng Kông bây giờ có một cái tình trạng gọi là ở bên đại lục có nhiều tiền thì trốn qua Hồng Kông, nhất là vùng Vũ Hán. Quý vị biết rằng là Vũ Hán bây giờ nó có đến 11 triệu dân. Đó là thủ phủ của thành tỉnh Hồ Bắc. Mà Hồ Bắc có đến 60 triệu dân. Cho nên đau đớn nhất cho Tập Cận Bình là cái Vũ Hán này nó là trung tâm điểm về kinh tế, về chính trị, về văn hóa. Nó nổi tiếng từ một vài thế kỷ trước, chứ không phải đến hôm nay. Mà rồi giờ này gặp cảnh tăng gia bối rối. Đó là một cái điều làm cho Đảng Cộng sản Tàu mất uy tín.
và có nhiều nguy cơ để suy sụp, nếu không muốn nói là tan rã. Thêm vào đó thì lại có những cái nguồn tin mới là bây giờ ở bên châu Phi nó lại có một cái loại dịch mới mà họ chưa biết tên tuổi. Tự nhiên có những người cảm thấy nóng sốt rồi đau ốm, rồi tự nhiên không thở được là chết. Và cái số người chết đó là bên Somalia ở bên Phi Châu. Cho nên các quốc gia liên hệ như là Ethiopia rồi Kenya vân vân đang bị ảnh hưởng bên cạnh cái dịch châu chấu. Vì có nhiều người nghĩ rằng là đôi khi những loài châu chấu này nó mang bệnh dịch đến cho những người châu Phi. Chưa bao giờ xảy ra hàng tỷ con châu chấu ở châu Phi đang phá phách mùa màng. Chúng ta đã có một bản tin này cách đây vài ngày trước. Và bây giờ thì tự nhiên lại hiện ra một cái loại dịch nguy hiểm, giết người. Và nếu như cái loại châu chấu này mà nó tàn phá, nó qua đến cả bên tàu, thì không biết được cái sự nguy hiểm và tàn phá đến cái độ nào. Và dân tàu chắc chắn là sẽ bị đói. Theo như các nhà phân tích của thế giới cho biết rằng là cái đại dịch coronavirus này mà cơ quan WHO của anh chàng Tedros ở Liên Hiệp Quốc, Y tế Quốc tế vẫn chưa chịu ban bố cái tình trạng gọi là đại dịch toàn cầu, mà anh ta vẫn nói rằng là tàu vẫn là quốc gia có khả năng dẹp và kiểm soát, giống như mấy cái quốc gia cộng sản nhỏ bé khác nói rằng bao nhiêu người bệnh họ đã trị hết và bây giờ không còn ai bệnh cả. Thì chúng ta dành những cái phần đó để cho những quốc gia cộng sản khôn ngoan. Chứ ngày Hoa Kỳ đến giờ này quý vị biết rằng là số người chết vẫn gia tăng, hôm nay đó 12 người rồi. Ở bên Washington State 11 người, Cali thêm 1 người nữa là 12 người. Và cái ca nhiễm bệnh bây giờ lên đến 12 tiểu bang, chứ không phải là 8 tiểu bang nữa. Và cái số người bị lây nhiễm mấy đây cách đây 2 ngày chưa đến 100 và hôm nay đã trên 203 người. Đó là một cái thống kê mới nhất. Rồi các quốc gia Âu Châu đều bị cả. Iran thì giờ này quá nhiều, hàng ngàn người bị. Ý Đại Lợi cũng vậy, Nhật cũng vậy, Đại Hàn. Cho nên bốn cái quốc gia đi đầu ngoài vấn đề tàu cộng ra đang lãnh đủ về cái vấn đề nhiễm corona này. Nhất là Iran là bị nặng nhất. Mà đa số những người bị ở Iran đều là những người trong nội các của Iran. Từ thứ trưởng, bộ trưởng, và chúng ta đã biết bản tin cách đây 2 ngày, ngay cả đến phó tổng thống cũng bị. Xin lỗi quý vị. Cho nên nói tóm lại, coronavirus đang là một cái bóng ma tiêu diệt thế giới. Mà họ đang lên án cái này là vấn đề do thằng Tàu. Cho nên Đảng Cộng sản Tàu còn bị nhiều khốn đốn. Bằng chứng là những người tàu ngoại quốc đang bị kỳ thị rất mạnh. Chúng ta là người da vàng đôi khi cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy cho nên các cái cơ sở về vấn đề y tế cũng như về vấn đề chuyên môn khuyên những người mà không có việc làm không nên đi ra khỏi nhà, gắng ở nhà và trong nhà trong một thời gian ít nhất vài tuần nữa để xem cái bệnh dịch này như thế nào. Bởi vì quý vị đi ra những cái chỗ đông người, mà nhất là những cái nơi mà có da vàng nhiều, quý vị sớm muộn cũng bị. Lý do là vì da vàng có rất nhiều người họ về Á Châu. Còn Âu Châu thì có những cái nước như Ý Đại Lợi, những người làm ăn với tàu khi trở về đều mang bệnh về. Rồi đến bây giờ quý vị thấy nhớ mấy con tàu, chiếc tàu gọi là Princess của Cruise, của Carnival, giờ này vẫn còn nằm ở trên ngoài khơi của San Francisco. Và ngày hôm qua cơ quan gọi là Coast Guard đã phải dùng tàu bay trực thăng để thả xuống, chứ không dám xuống tàu. Thả xuống những cái testing kit, tức là những cái phần để mà đem trắc nghiệm để thử xem là bao nhiêu người có bệnh. Thì cho đến giờ này trên chiếc tàu 2.500 người đó thì đã có ít nhất 72 trường hợp người ta đã khám phá ra là positive. Đây là chưa kể cái lứa thử bây giờ để mà họ đem về lại phòng phép, rồi vài ngày sau mới có kết quả. Thế thì chiếc tàu ở Yokohama, con số người bị nhiễm bây giờ nó càng ngày nó càng đông.
lên đến vài trăm người. Có nguồn tin cho biết đến 700 người ở trên chiếc tàu Princess ở Yokohama ở bên tàu. Còn chiếc Carnival Cruise ở San Francisco cho đến giờ này vào khoảng độ 5-60 trường hợp đã lên rõ ràng là bị lây nhiễm coronavirus. Mà quý vị biết chiếc tàu nào du thuyền cũng vài nghìn người. Chiếc du thuyền ở bên San Francisco cũng có khoảng 2.000 người cộng với 1.178 thủ thủy đoàn, tức là vào khoảng độ gần 4.000 người, quý vị thấy chưa? Cho nên cái tình trạng nó lây nhiễm rất mạnh và rất nhanh. Cho nên chúng ta cẩn thận thôi. Chứ thật ra nói đến vấn đề chết chóc thì cái chuyện rất là thường. Ở Mỹ này năm nào cũng vậy, chúng tôi đã có lần thưa với quý vị. Mùa cúm nào cũng chết 50-60.000 người. Tai nạn xe hơi một ngày chết vài trăm người là thường. Cho nên cái vấn đề chết không quan trọng. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải giữ sức khỏe, vệ sinh cá nhân để chúng ta khỏi bị lây lan cho những cái người mà chung quanh. Mà nếu lỡ chúng ta đã có cái bệnh đó rồi, quý vị nên tự giác, mình phải cách ly, mình phải nằm ở nhà và cũng nên nằm ở chỗ riêng trong vòng vài tuần. Rồi tình trạng nếu mà nguy ngập thì phải 911 đến bệnh viện. Đó là những cái điều rõ ràng. Còn Hoa Kỳ thì quý vị đừng có lo. Ông Tổng thống Donald Trump, ông đã từng xin 2.8 tỷ. Mà Quốc hội bây giờ lại lịch sự hôm thứ Tư vừa rồi. Bỏ phiếu ở Hạ viện 425 đồng ý. Và có vài người chống. Người ta cho đến 8.3 tỷ. Quốc hội bây giờ thì hào phóng lắm. Mà còn chê Donald Trump là coi thường cái dịch này. Thì ông Hạ viện bỏ phiếu ngày thứ Tư, Thượng viện bỏ phiếu ngày thứ Năm, 95 phiếu thuận, chỉ có 1 phiếu chống, và đã đưa lên bàn của Tổng thống Donald Trump ký sáng thứ Sáu vừa rồi. Đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta biết Mỹ họ thừa tài, tiền bạc và tài năng để họ kiểm soát, không có gì phải đáng lo. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta sẽ bước qua phần 2. Xin cảm ơn quý vị.